Đây là video thứ hai order chị Linh Bùi, gồm có 9 ghế Lux Princess AS250 màu xám, có hệ thống auto fill tự động ngắt nước, và 2 ghế kit màu blue có hệ thống auto fill. Thì order của chị đã được hoàn tất kiểm tra về phần hệ thống nước. Và hệ thống massage của lưng ghế. Về phần hệ thống massage của lưng ghế thì cũng như video trên thì bên em cũng đã cho kiểm tra kỹ để đảm bảo lưng ghế của mình, mấy em không có tiếng kêu. Về phần ngoại thất bên ngoài của ghế như tay ghế, bay, footrest, mọi thứ thì bên em sẽ cho kiểm tra kỹ để đảm bảo ghế của mình luôn trong tình trạng mới, không nứt mẻ. Đây là 9 ghế cuối cùng trên tổng số 18 ghế của anh chị. Thank you.